các lực lượng phối hợp công an tỉnh Thừa Thiên Huế vừa đánh sập một đường dây cá độ siêu khủng qua mạng Internet và khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. 7 đối tượng bị bắt gồm Trương Minh Quang, Trần Phan Mạnh Hùng, Phạm Minh Thành, Hồ Đắc Thanh, Tôn Thất Có, Lê Ngọc Quang, Lê Quang Phú, tất cả đều trú tại huyện Phú Vang và thành phố Huế. Khám xét nhà của 6 đối tượng, lực lượng công an tạm giữ trên 1,9 tỷ đồng, 4 cây vàng, 4 chiếc ô tô và nhiều trang thiết bị phục vụ việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng, gồm máy tính bảng, điện thoại và hơn 3.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá trên mạng. Tại cơ quan công an, đối tượng cầm đầu Trương Minh Quang bước đầu khai nhận, trang mạng mà đối tượng này quản lý có tang số tương đương khoảng 100 tỷ đồng. Đối tượng Trần Phan Mạnh Hùng giúp sức cho Quang thực hiện hành vi phạm tội. Các đối tượng còn lại lấy nhiều trang mạng của Quang về để đánh bạc và tổ chức đánh bạc.